Tâm thư của Hiệp hội Nails Association of America. Kính hai ứng cử viên dân biểu khu vực 149. Ngày bầu cử đang đến gần, nhưng các cử tri gốc Việt tại khu vực 149 vẫn đang mong mỏi được nghe cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên dân biểu tiểu bang Texas. Là những cử tri trong khu vực, trước đây chúng tôi đã từng ủng hộ đương kim dân biểu Hubert Võ trong suốt 6 nhiệm kỳ vừa qua. Nhưng hiện nay có thêm một ứng cử viên gốc Việt trẻ tuổi, bác sĩ nha khoa Brian Chu, với những đường lối và lập trường đem lại lợi ích cho cộng đồng Việt Nam nói chung và cư dân trong khu vực nói riêng. Vì cả hai ứng cử viên gốc Việt cùng tranh cử vào chức vụ dân biểu tiểu bang khu vực 149, cử tri chúng tôi tha thiết mong muốn có một cuộc tranh luận bằng tiếng Việt giữa hai ứng cử viên để có thể hiểu rõ hơn về lập trường và đường lối của hai ứng cử viên. Nếu hai ứng cử viên đồng ý, nhóm cử tri chúng tôi xin được làm cầu nối thực hiện cuộc tranh luận. Cuộc tranh luận sẽ được tổ chức với tính cách khách quan và công bằng, với mục đích giúp các cử tri gốc Việt trong khu vực hiểu rõ đường lối và lập trường của ứng cử viên nào đem lại lợi ích nhất. Đồng ý tham gia cuộc tranh luận là một hình thức bày tỏ sự trân trọng đối với quý đồng hương, các cử tri và là một cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình trong con đường phục vụ. Kính mong sự chấp thuận tranh luận của hai ứng cử viên, đồng thời xin quý đồng hương và cử tri cùng đồng thanh kêu gọi hai ứng cử viên tham gia cuộc tranh luận trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ gửi thư mời tranh luận đến hai ứng cử viên và sẽ thông báo trên đài sau khi nhận được hồi báo. Chủ tịch Hiệp hội Nails Association of America, Nguyễn Thành Danh, kính bút.